cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vượt qua bao gian khổ hy sinh, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã cùng với cả nước viết nên trang sử vệ vang oanh liệt. Hòa bình lập lại truyền thống đoàn kết tự lực tự cường ấy lại tiếp tục được phát huy với quyết tâm kiến thiết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, từng bước khẳng định vị thế là vùng kinh tế động lực trong khu vực Tây Nguyên cũng như tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia khẩn trương khắc phục sự cố cánh trụ điện gió Gia Lai 1. Sáng nay ngày 30 tháng 4, ông Đoàn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách xảy ra tại ngã tư đường Hồ Chí Minh tránh Chư với quốc lộ 25. Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Giang Bơ Tao A Bui. Khó khăn trong tiêm phòng vaccine bình dạy ở Gia Lai. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử. Bản tin hôm nay ngày 30 tháng 4, kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Và bây giờ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung chi tiết trong bản tin hôm nay. Kính thưa quý vị, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Vượt qua bao gian khổ hy sinh, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã cùng với cả nước viết nên trang sử vẻ vang oanh liệt. Hòa bình lập lại, truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường ấy lại tiếp tục được phát huy với quyết tâm kiến thiết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, từng bước khẳng định vị thế là vùng kinh tế động lực trong khu vực Tây Nguyên cũng như tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. 49 năm sau ngày thống nhất đất nước, cũng là chừng ấy thời gian đảng bộ quân và dân các dân tộc tỉnh gia lai cùng chung sức đồng lòng xây dựng kiến thiết quê hương theo lịch sử đảng bộ tỉnh 1945-2005 thời điểm sau giải phóng tỉnh phải đối mặt với vô vàng khó khăn thách thức cán bộ thiếu và yếu về năng lực trình độ để xây dựng tỉnh nhà trong giai đoạn mới hậu quả chiến tranh và chế độ cũ để lại khá nặng nề nên kinh tế nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu thế nhưng đảng bộ quân và dân trong tỉnh đã đoàn kết nỗ lực vươn lên đạt được những thành tựu quan trọng trên các mặt khôi phục sản xuất cải tạo và phát triển kinh tế văn hóa xã hội ổn định đời sống người dân trong vùng mới giải phóng cũng như vùng căn cứ kháng chiến cũ trấn áp kịp thời bọn phản động phun rô và các tổ chức phái đảng phản động khác bảo vệ vững chắc an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội những năm 1986 đến 1991, dưới ánh sáng của đường lối đổi mới toàn diện do đảng đề ra, tỉnh đã thành công chuyển đổi từ nền kinh tế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, dưới sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, từ một tỉnh thuần nông phát triển điểm kinh tế thấp, hiện nay Gia Lai đã trở thành nơi giao lưu văn hóa là vùng kinh tế động lực trong khu vực Tây Nguyên, cũng như tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các thôn, làng, tổ dân phố đều có đảng viên và chi bộ, nội dung phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều đổi mới, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân với đảng, nhà nước. 49 năm qua, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai vẫn tiếp tục giữ vững phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tạo nên những bước tiến vững chắc trong thời kỳ mới. Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề để tỉnh tiếp tục phát triển hơn nữa, phấn đấu trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên vào năm 2030. Sở Công thương cho biết đang tiến hành phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố tại cánh quạt trụ số VKT04 nhà máy điện gió Gia Lê 1 do công ty cổ phần đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 làm chủ đầu tư. Trước đó theo báo cáo nhanh của chủ đầu tư vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4, trụ tua bin số VKT04 của nhà máy điện gió Gia Lê 1 được dừng hoạt động để đơn vị cung cấp thiết bị tiến hành bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên trong quá trình hiệu chỉnh góc quay hướng gió của cánh quạt thì gặp thời tiết cực đoan gió chật mạnh. Thay đổi hướng gió đột ngột vì vậy thiết bị cánh quạt trong lúc chưa hoàn thành hiệu chỉnh bị gió cuốn mạnh va đập với thân trụ và gây sự cố cánh quạt vào lúc 19 giờ cùng ngày. Sự cố chỉ xảy ra cục bộ tại một vị trí, không gây thiệt hại về người và tài sản hoa màu của người dân xung quanh. Hiện chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan đang tiến hành kiểm tra xử lý khắc phục hiện trường. Công trình nhà máy điện gió Gia Lê 1 có tổng quy mô công suất 100 MW với 28 trụ tu nằm trên địa bàn huyện Chư Bứ đã vận hành phát điện. Sáng nay ngày 30 tháng 4, ông Đoàn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách xảy ra tại ngã tư đường Hồ Chí Minh tránh chư xe với quốc lộ 25 thăm các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã động viên các nạn nhân yên tâm điều trị sớm bình phục vết thương để trở về với gia đình. Ông Đoàn Hữu Dũng cũng đề nghị đội ngũ y tế bệnh viện Đa khoa tỉnh quan tâm, điều trị tích cực cho các nạn nhân và trao kinh phí hỗ trợ các nạn nhân số tiền 11 triệu đồng. Vụ tai nạn giao thông khiến hành khách đi trên xe biển kiểm soát 51B29489 tên là Phạm Thị Hoài Oanh sinh năm 1975 trú tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tử vong. Người nhà đã đưa nạn nhân xấu số về Đồng Nai làm đám tang. 11 nạn nhân khác được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, kiểm tra sức khỏe. Trước đó, Báo Gia Lai đã đưa tin khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 4, tại nút giao thông trên đường Hồ Chí Minh, tránh chư C với giao lộ 25. Xe khách biển kiểm soát 51B-294-89 lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng chư xe, đến huyện Phú Thiện và chạm với xe khách biển kiểm soát 47B02026 chạy trên đường tránh chư C theo hướng Gia Lai đến tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 4, tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lây ơi xã An Hà, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa, dân bơ tao A Bui và hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ 15 năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra lễ cúng cầu mưa dàn bờ tàu Apui trên đỉnh núi Thần Chư Tàu Giang, toàn bộ nghi lễ được ban tổ chức livestream trực tiếp qua màn hình lớn, giúp người dân và du khách có thể theo dõi từ xa. Song song với lễ cúng cầu mưa là hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số, với nhiều nội dung, diễn tấu cồng chiên, đan lát, dịch thổ cẩm, tác tượng và các môn thi đấu thể thao đáy gầy, bắn nọ, đi cà kheo. Phát biểu tại lễ hội, ông Nguyễn Ngọc Ngô, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức cho biết, hàng năm cứ đến dịp lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, huyện Phú Thiện lại tổ chức lễ hội cầu mưa Giang Bơ Tao A Bui với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn. Ngoài các hoạt động chính được tổ chức, Tại khu di tích Player, du khách có thể tham gia tour du lịch kết nối tại các địa phương trong huyện như Hồ A -Hà, Chùa Quang Sơn, xã A Duyên Hạ, Làng Player xã Gia Bia và Nhà Rông, xã Gia Giang. Du khách cũng có dịp tham quan mua sắm các sản phẩm đặc trưng của địa phương, được trưng bày tại 23 gian hàng trong khuôn viên khu di tích. Đặc biệt, giải viết giả Marathon, dân bờ tàu Apui, theo bức chân vua lửa được tổ chức ngày 1 tháng 5 tại khu di tích hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc tranh tài gây cấn hấp dẫn. Gia Lai đang trải qua cao điểm nắng nóng gây gắt, thời điểm này dễ phát sinh dịch bệnh động vật, trong đó bệnh dại trên đàn chó mèo là nỗi lo lớn nhất hiện nay. Giải pháp đẩy mạnh tiêm phòng vaccine bệnh dại là ưu tiên của các địa phương hiện nay. Gia Lai hiện có trên 217.000 con chó mèo của 125 hộ gia đình nuôi làm cảnh, giữa nhà và vườn rẫy. Thời gian tới, nguy cơ các loại bệnh dịch động vật xảy ra trên địa bàn tỉnh rất cao do diễn biến phức tạp thời tiết giao mùa, đặc biệt là tình trạng chó mèo chưa được tiêm phòng vaccine phòng bệnh hoặc đã được tiêm phòng nhưng hết hạn miễn dịch. Thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh dạy phát triển, ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn chó mèo. Vì vậy, giải pháp ngăn chặn bệnh dạy là tiêm phòng vaccine đầy đủ chó mèo thì mới hạn chế được bệnh dại trên người. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.